Hưng thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình câu chuyện y khoa được bảo trợ bởi bệnh viện Orange Coast Memorial, một nơi mà Hương Thơ đang làm việc toàn thời gian trong vai trò nhân viên giao tế. Và hôm nay quý vị đang theo dõi phần nói chuyện vương Thơ với bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức chuyên về đường tiêu hóa và gan. Và một đề tài mà bác sĩ Đức rất là mong muốn mang đến quý vị à để hiểu thêm. À, tuy rằng chúng ta đã nghe về đề tài này rất nhiều nhưng mà à, vấn đề này rất là quan trọng để à, mọi người nhận thức là vấn đề truy tầm ung thư rột qua phương pháp soi rột à, quan trọng như thế nào à, thưa bác sĩ đức nói đến đây thường thơ cũng xin uh, nhắc lại một vài câu chuyện là thường thơ có rất nhiều người bạn nghệ sĩ um, cũng may mắn là bị phát hiện những cái triệu chứng nó quá muộn và khi mà đưa vào để um, soi rột thì đã phát hiện những cái bướu ung thư và cắt liền và họ đã bảo tồn được cái sinh mạng của họ và có một um, uh, người anh nghệ sĩ đã uh đùa rằng chắc bây giờ chúng tôi sẽ đổi tên thành thượng tọa thích sôi ruột vì thường thường người việt nam chúng ta rất là ngại yeah. đi qua cái quá trình sôi ruột thật sự thú thật với quý vị chúng tôi đã thực hiện một cái chương trình mà soi ruột uh, với bản thân của hương thơ qua bàn tay của bác sĩ nguyễn hoàng đức nếu hương thơ tìm được cái video đó sẽ gửi đến quý vị ra theo dõi và hình ảnh um, thì bác sĩ có thể nói sơ qua tại sao mà người ta cứ ái ngại uh, càng ngày thì cái phương pháp nó càng giản dị hơn yeah. phẩm thức bác sĩ dạ yeah. thì cái cái sự uh, sôi ruột á là rất là dễ theo chúng ta suy nghĩ là hồi đó nhiều khi chúng ta phải nhịn ăn tới 7 ngày rồi sẽ uống thuốc nhiều thiệt nhiều nên khó chịu cực sổ Thuốc sổ, quá. sổ nhiều <laughs> nên bây giờ chúng tôi có cái kỹ thuật là uh, đối với bệnh nhân của chúng tôi chúng tôi cho ăn buổi sáng uh, điểm tâm ăn nhẹ ăn nhẹ sau 9 giờ sáng tới khi chúng ta soi ngày kế thì chúng ta uh, nên ăn uống nước lỏng thôi thì à, nước lỏng là tất cả những nước gì cũng được chỉ cần không được uống nước sữa thôi rồi chúng tôi cũng cho ăn thạch nữa tại vì khi mà chúng ta ăn thạch thạch vô đó nó sẽ tán tán ra nước à nên là thạch cũng được cho nó khỏi khó chịu mình ăn cho nó dễ Anh cái xương miệng xương xa được bác sĩ uh, xương xa là thạch vô được dạ được hay đó, là, đó, đó. Đó. của mỹ lô của mỹ đó <laughs> dạ rồi xong chiều chúng ta cho bệnh nhân uh, uống thuốc để sổ ra. Thì hồi đó uống cái thuốc có thể là một cái ca lên một cái 4 lít là nó hơi nhiều. Uống một cái thùng luôn. Đó. Một thùng đó. <laughs> nên nhiều khi bệnh nhân không thích. Uh, nên bây giờ chúng ta có mấy cái thuốc nó uh, cái, cái 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 tỷ lệ nó ít hơn. Bởi mà có chúng... flavor ngon lắm. Rồi. Để flavor thì cũng không, không thể ngon nhưng mà đỡ uh, đỡ xấu, đỡ. Yeah. <laughs> rồi cách mà chúng tôi làm Chạy á thì tôi cho uống nửa cái cái tỷ tỷ lệ đó buổi chiều và nửa buổi sáng nên mình không uống nhiều trong một lúc nó khó khỏi khó chịu thì cái ngày đó cần người trở tới cho về, tại vì chúng ta cho tí xíu thuốc tê để cho thoải mái để cho soi vô, để coi nếu mà à, có thấy bú thì mình lấy ra khỏi phải mất công bệnh nhân khó chịu. Nhưng mà cái mà chúng tôi thấy nhiều khi bệnh nhân hơi sợ là vì cái rủi ro của cái soi à, à, ruột. thì tất cả những cái à, procedure những cái việc làm của trong y khoa là có cái à, cái rủi ro, nhưng mà cái rủi ro đối với soi ruột rất là hiếm. À, mà nếu mà chúng ta suy nghĩ cái sự tốt đối với sôi ruột để tìm cái cái bún lấy ra để giảm bớt cái yếu tố nguy cơ ung thư và sự xấu vì cái rủi ro thì nó có rất là uh, big difference với cái 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 sự uh, cái khác nhau lớn. rất lớn nên là chúng tôi khuyên làm cái đó và nếu mà uh, mình suy nghĩ về cái sự rủi ro của cái uh, sôi ruột đó, thì uh, có thể suy nghĩ về uh, dị ứng của thuốc thì cái đó nhiều khi mình bệnh nhân chưa có bao giờ gặp cái thuốc đó nó có thể diễn nhưng mà rất là hiếm hay là nhiều khi bụng bệnh bị nhân, bệnh nhân sợ là bị tôi bị đau, tại vì khi là uh, xôi cái, cái 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 thuốc vô làm đau thì chúng ta có mấy cái thuốc để giảm cái sự đau đó uh, trong thời gian làm việc uh, làm cái xôi và nếu mà sau khi mà làm xong mà thấy mà cái còn dư mấy cái hơi trong đó mình xả hơi ra là đỡ đau mà không có đau nhiều mà không lâu và cái uh, nhiều khi mà người ta nói nhiều nhất á, là tại cái sự mà chảy máu hay lủng thì cái sản mà chảy máu nó cũng rất là hiếm. Nếu mà chúng ta tìm được một cái bú mà lấy ra thì một trong 500 ca có thể là cái cái rủi ro bị chảy máu, nghĩa là đa số không có bị chảy máu. Chảy máu vì gì? Ta, tại Sau nó? khi lấy cái bú ra mình cắt à, cái bú ra thì đa số thì 99% sẽ 99 sẽ cái nó lành lại như một số người rất sau là hiếm. khi về nhà, bị, về chảy nhà máu. bị cháo tại vì nhiều khi cái cái, cái, cái loét nó, 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 nó đi xuống cao hơn nữa nó sâu hơn nữa nên đụng đến mạch máu nên chảy máu thì nếu vì vậy thì bệnh nhân gọi điện thoại bác sĩ chuyên khoa về uh, tiêu hóa và gan rồi bác sĩ chuyên khoa sẽ trở vô trở lại uh, clip cái đó để cho khỏi phải chảy máu nữa thì uh, cái đó cũng hiếm nên không nên lo nhưng mà cái mà nhiều khi chúng ta nghe nhiều nhất và sợ nhất là bị lủng cái đường ruột thì cái đó là một cái uh, sự có thể nói là rất là hiếm trong 5.000 ca thì chúng ta chỉ thấy một ca thôi Uh, nhưng mà uh, không nên lo. Mà nếu mà có cái bị xui vậy thì chúng ta vẫn có thể đi vô nhà thương thì có thể bác sĩ giải phẫu thì các cái chỗ đó bị hư giáp nó lại thì uh, cũng không nên, nên lo. Nhưng có mà có thể uh, may vá lại ngay tại đó, chỗ không yeah, bác sĩ? Yeah. Bây giờ có cái kỹ thuật là nếu mà lúc mà bệnh bác sĩ làm lấy cái bú nó ra mà thấy cái 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 cũng cái, 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 như cái bị rách gì đó thì cái làm cái đó liền nhưng mà dùng laser nó vào không ai dùng khét, cái, cái clip để clip là đó làm lại như thì, thì kẹp lại liền thì tốt nhưng mà đa số chúng ta thấy trong thống kê những người bị bị rách có thể sau khi mình về mình mới biết được à. thì đi vô nhà thương thì có nhiều kỹ thuật để để giúp cho bệnh nhân nhưng mà even với cái với cái sự uh, biết là có rủi ro đó chúng ta vẫn cần khuyên vì cái sự tốt cái cao có lợi, cao, nó, cao lợi hơn rất là nhiều nha yeah. vậy bây giờ hương Thơ là phải làm thống kê ngay cái 17.000 ca mà bác sĩ đã làm rồi có bộ cao bao nhiêu trường hợp mà bị như vậy không uh, có uh, có hai trường hợp vì cái đó là tôi đã khuyên cái bệnh nhân là có thể rồi uh, có một bệnh nhân có bị ung thư à. là lúc mà cái màng của cái 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 cái, cái đường đó Uh, nó bị hư như ung thư đó, thì nó không có behave giống như là ừ. cái cái màng của người thường. Thì cái bệnh nhân đó bị ung thư. Cái nó màng ruột có phải không? Màng ruột á bị ung thư thì cái ngay chỗ đó nó bị 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 block hay hết. À. Thì bác sĩ về uh, giải phẫu trước khi mà đi vô để uh, các à, cái đó ra. Biết ung thư hay sao? Biết rồi. Thì cái cái yếu tố cơ cao hơn bị cái uh, bị 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 ung thư ruột. Bị ung thư ruột. Rồi thì... tại sao phải soi nữa bác sĩ? Đó, tại vì bệnh nhân bị block hay nên là à. thay bệnh bác sĩ thì nếu mà cái như cái bong bóng, nếu mà cái ung thư mà bị block cái đó thì cái 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 ung thư cái đường ruột nó rất là bự thì bác sĩ giải phẫu sợ là lúc mà vô vô á cắt ra thì cái này cái chỗ này nó sẽ bị cái pressure cao quá sẽ bị bể thì hỏi xin phép cho cho bệnh nhân là cho tôi phép để đi vô để có thể là remove lấy mấy cái hơi ra nhưng vì cái 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 màng nó bị mỏng quá vừa vô mình để cái tí xíu e để ra thì nó bị bể thì nhưng mà mình đã biết rồi là là nên đi thẳng tới cái cái, cái giải phẫu và bác sĩ giải phẫu cắt cái chỗ đó ra và uh, cũng như là uh, reconnect lại là, uh, bệnh nhân bị ung thư ruột rồi nhờ bác sĩ tới cũng như là thông cho nó thông để cho nó giảm bớt, giảm cái, pressure. bớt cái pressure nhưng mà vì vì nữa. cái 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 chỗ cái hơi đó trong nó bị, cái ruột, phải? đó nó làm cho bể thì à. cái đó có thể tại vì là cái sự mình làm hay là tại cái đó nó sẽ bể nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nhiều khi chúng ta biết có cái risk thì nói chuyện cho bệnh nhân biết để bệnh nhân sẽ hiểu trước. Còn trường hợp thứ hai là sao ạ? Trường hợp thứ hai là cái một cái à, bệnh nhân à, có cái à, cái bú rất là to à, thì chúng ta rất là lúc nào cũng muốn lấy bú ra để khỏi phải giảm bớt cho cái cái risk cái, cái sự cần của bệnh nhân à, để để không phải đi tới à, giải phẫu à. vì nếu mà chúng ta lấy cái bú ra được mà cái cái clear margin thì bác sĩ bác nhân khỏi phay tế gia phẫu thì tôi lấy ra nhưng mà sau khi lấy ra thì thấy có cái một cái cái uh, cái, cái, cái cái lỗ nhỏ nhỏ thì lúc đó uh, là cũng như mà cũng như là bảy mười uh, năm trước đây thì lúc đó chưa có kỹ thuật là mình có cái 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 nó gọi là cái beaklo mình sẽ mình rút hút nó lên mình bóp nó lại ừ. thì cái đó mới ra cho bốn uh, năm nay rồi thì lúc đó thì thấy cái hô nên gửi hỏi tới bác sĩ uh, giải phẫu bác sĩ giải phẫu uh, vô các cái lỗ ra cũng như bay lại và bệnh nhân đi đi xuất viện uh, hai ngày sau vâng vậy là cái uh, vấn đề mà lũng ruột hay soi um, bị uh, chảy máu thì thật sự cũng có các phương pháp để đối phó không phải là nguy hiểm đến tính mạng yeah. nhưng mà nếu quý vị không đi soi ruột thì bị ung thư rồi mình có thể bị mất mạng vì cái đó thưa bác sĩ vậy là khi mà lấy cái polyp ra chưa chắc mình biết ngay lúc đó là cái polyp cái bướu đó là ung thư hay không phải gửi nó đi là thử nghiệm phải không ạ dạ đúng nếu mà chúng ta soi ruột mà không có thấy bú thì chúng ta thường thường khuyên trở lại 10 năm vì trong những cái thống kê chúng ta thấy là nếu mà không có bú mà thí dụ năm sau có bú nó lên thì đa số nó lên rất là chậm chậm nên 10 năm thì được rồi nhưng mà khi thế, thế nếu mà chúng ta thấy vô và thấy bú á, thì chúng ta lấy cái bú ra gửi tới văn phòng thí nghiệm vì mỗi bú nó khác nhau. Một số bú rất là hiền, mình nói có thể là trở lại 7 đến 10 năm. Một số bú nó có thể là có cái yếu tố chỉ bị hơi độc tí xíu thì tôi trở, khuyên trở lại cái chừng năm 5 năm hay 7 năm. Rồi có bú nào mà nó hơi độc hơn mà chưa tới ung thư thì trở lại 2 tới 3 năm tùy theo cái loại của bú Còn thì nếu ung thư thì sao ạ? Ung thư thì mình gửi tới bác sĩ giải phẫu để cắt cái đó ra. Rồi xong năm sau mình trở lại uh, uh, soi lại để make sure là không có cái bú uh, cái cái ung thư nó trở lại hay là cái ung thư chỗ khác tại vì cái người đó có không. cái yếu tố nguy cơ vì cái gen, gen là nó bị cao đối với cái bú và ung thư. Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và lời cuối xin bác sĩ tóm tắt những cái điểm quan trọng trong đề tài ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Cái uh, quan trọng mà chúng ta nên biết là uh, sau 50 tuổi chúng ta nên tới bác sĩ để uh, khám và được uh, gửi tới bác sĩ chuyên khoa để có thể nói chuyện về Uh, soi ruột. Nếu chúng ta có uh, lịch sử trong gia đình có ung thư thì chúng ta nên tới bác sĩ sớm hơn và có uh, uh, nhiều cái kỹ thuật để tìm bú nhưng mà cái kỹ thuật tốt nhất là uh, soi ruột. Mặc dầu có cái rủi ro đối với soi uh, Cái soi ruột, cái sự tốt uh, đối với sự rủi ro hay sự xấu là rất là, là rất là cao nên tôi khuyên là nên soi được để giảm bớt cái yếu tố nguy cơ cho ung thư và giảm bớt cái uh, tỷ lệ của tỷ vong của chúng ta đối với ung thư được giảm. Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức và cảm ơn sự theo dõi quý vị. Mong dòng tháng 3 là tháng awareness về uh, đường ruột và các bệnh liên quan đến ruột. Xin quý vị nhớ đi soi ruột nếu quý vị chưa từng làm. Uh, Hương Thơ xin hẹn quý vị vào chương trình câu chuyện y khoa lần tới và xin kính chúc quý vị một năm mới vui khỏe. Xin kính chào.